Ngày hôm nay vô cùng vui, đó là chị Lệ Hoa U61 tiếp tục là nhận những cái phần quà của Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn, đó là một bao gạo này, một thùng mì và trứng này kia. Và vô cùng là bất ngờ hơn đó là chị Lệ Hoa cũng là có biết tới là bé Suka, và cũng hứa hẹn là một ngày gần nhất là xuống thăm Suka nè, sẽ cùng song ca với Suka để cho nó thỏa cái lòng, là hôm nay là cũng là lướt lướt xem Suka mà chưa gặp mặt, chưa biết như thế nào. Thì Vinh mời cả nhà mình cùng bấm vào xem video nhé. Hello chị Hoa nha. Chào. Ơi lâu quá chào không gặp nhà. Lâu quá không gặp này chị Hoa là vẫn đẹp y như xưa nha. Trời ơi vẫn nụ cười ấy, cái hàm răng không thấy. Lâu ngày vẫn bập y nguyên rồi. Trời ơi cái cặp vòng cũng chưa bỏ ha. Chưa. Không ngày không có về không chị Hoa? Có bữa bữa dầm ổng về, bữa ông sáng lại qua, bữa sau ổng về ổng đi 3 giờ. Rồi hả anh về đó, rồi về được mấy ngày chị qua? Như ổng về tối chiều nay ổng về là ổng ở sáng cái 3 giờ bữa sau là ổng đi. Vậy hả? Chơi được để ở lần đêm. Ở lần đêm hả? Ừ. Rồi ảnh đi về rồi ảnh có đem gì vô không? Hả cũng đem quà đồ về vậy đó. Dạ. Cũng mua đồ về nhà ăn uống đồ trong nhà ông cửa. Quan trọng là ông có đem cá lóc ngoài trời gì không? Có. Dạ. Lúc nào về cũng phải đem cá lóc về cho. Rồi sau một thời gian đi vậy đó, rồi về rồi có coi là ổng đem cá lóc nó bị lớn, nó bự hay là nó ốm? Không ốm, không ốm, hơi ú hơn. Đi đâu ngày về cá lóc cũng vẫn ú. Ừ. Rồi nè, hỏi chị Hoa nè, hổm rài á, cũng như cũng rất là lâu rồi, cái như là không còn chị quay, không còn mà ai quay chị nữa, thì mình nó có cảm giác như thế nào? Thì cũng cảm giác thì cũng bình thường thôi. Ừ. Thì cũng vẫn, mình cũng vẫn đi kiếm sinh sống hàng ngày, bán hàng ngày. Ừ. Cũng vẫn đi bán. Như nói chị thì lúc trước thì lúc nào cũng vậy, đông thì nó vui đúng không? À. Thì khi mà nó không còn nữa thì đôi khi mình sẽ có chút xíu hụt hẳn. Phải vậy. Đó, nhưng mà chị cũng đừng có buồn nha. Ừ. Đó, thì mỗi người nó có một cái duyên số khác nhau. Buồn thì không có buồn, mà không được vui một chút thôi. Ừ. Thôi thì bữa nay khi mà tụi em lại đây cũng là có mấy chị đó, là cũng gửi cho chị Hoa là một cái phần quà. Yeah. Cũng lâu lắm rồi. Yeah. Chào trứng trước đi. Yeah. Đó, trứng nhóc hết trơn không? Yeah. Nè trứng nè, rồi xong là tới mì nha. À. Đó. Đủ sống mình chưa? Rồi gạo kìa. Một chục ký gạo nghe chị Hoa. Một chục ký gạo. Để lên trứng rồi cho bung hết luôn đi. Cái này giờ cũng đỡ mùa mưa nè, qua cơn bão. Rồi hổm dài sao mà thấy cũng mưa quá trời luôn nè, rồi thấy sao mà ngoài này nước dữ vậy? Mưa ngày nào cũng mưa hết trơn á, mưa lớn lắm đó. Ừ. Mưa là ngập nước vậy đó, mưa lớn là ngập á. Rồi hổm dài nó mưa vậy đó, có đi bơi không? Hả? À, cũng đi lội cho bơi chủng chủng vậy á. Dạ. À, trời cái này sắm tay lứ nữa ha. À. Không đi ra ngoài mua tay lứ đi. Ừ. Dành dân dân dép. Dân dép chứ không có dành cá. Rồi hôm ngày bán số ngày được nhiêu vé? Giờ bán có 100 giữ vé, mà lúc trước không có mưa bán 200. Ừ. Giờ mưa quá đi bán thì rành sợ nó bán chậm, động lại mình ôm đó, giờ bán có 100 giữ ra. Ừ. Giữ nó ngay tới 11, 12 giờ là hết rồi. Ừ. Màu quá ha. Dạ. Bây giờ cũng như hỏi chị Hoa đi, mình cái nghề của mình là mình bán gì đó, rồi mình có giữ lại tờ hai tờ để mình cầu mai không? Thì cũng có, bữa nào cũng có giữ, ví dụ bán ba lóc thì giữ ba tấm, vì cá một tấm mà không có nhiều. Ừ, cá một tấm ha, khoảng 30.000 ha, cầu mai ha. À, cầu mai đó. Ừ. Trời, có ông trời thương xót thì mình trúng một tấm, mình kiếm mua cái nhà ở, chỗ ăn, chỗ ở cho nó đàng hoàng, thoải mái. Ừ. Có dự định thêm là cưới thêm ông chồng không? À, cái đó thì cũng phải kiếm nữa rồi đó. Như nãy chị Hoa là có chia sẻ đó, mình có giữ lại cầu mai ha. Dạ. Mong sao là trời thương trời độ ha. Trời ban phước. Mà giờ là chưa trúng là cũng được nữa. Giờ chưa trúng là trời chưa độ ha. Dạ chưa. Thôi mình cứ vậy như vậy đi. Nó thì cũng rất là nhiều hoàn cảnh, nhưng mà thấy chị Hoa đó, sau khi mà nhận những cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Cũng là xe cộ này kia nè. Ừ. Thì lại qua cũng rất là mừng, cũng rất là cảm ơn với bên Mạnh Thường Quân đầu. Ừ. Nó vẫn còn y nguyên. Còn. Đó, với lại là cái nghề nó cũng là giữ nguyên chứ không phải là
làm cho có bán nó cũng bán tới bây giờ. Thường thường ở chiều qua là mình bán là khoảng mấy giờ mình bán? Cũng như chiều 4 giờ cũng như bán giờ này hết phải không? Mà 4 giờ 4 sổ số xong mình ra lấy số với lấy giấy giò ra thầu lấy. Xong rồi đầu cái ra mình mới đi bán vòng vòng ngoài chợ, cả cá cả đồ đó. Bán vòng vòng tới khoảng 6 giờ cái đi về nghỉ. Cũng như bán cặp chiều kiếm bán đỡ mới tấm nào. Ủa giá chiều là chiều qua bán được nhiêu tờ ta? Có khi bữa bán được ba mấy vé, có khi 40 vé cũng có. Và còn nhiều đó, cái sáng mình đi bán cặp 7 giờ mình đi bán. Bập làm gì bập hoài chứ qua. Lâu quá là gì chị qua là gì vui là vui vô đó đó chị qua bập cái đó. Nó nói chứ hôm nay á chồng này kia cũng đi lâu rồi đó, ở nhà có để ý hai không? Có để ý ai không? Cũng có sao không dễ gì. Thông thả thông thủ thủng thả này kia trơn ha, chứ dễ gì. Trời, đồ dự phòng lúc nào là chắc đầy đóng ha. Dầu thơm rồi dự phòng rồi để sẵn. Rồi không có mấy những ngày mưa là mình đâu có bán được hả chị qua? Cũng bán được nhưng mà con cái nó hơi chậm chút thôi. Rồi trời nắng mình bán được 200. Bán về cỡ bán cũng mình cứ lay lắc lắc chăm giữ vé, chăm giữ nhà mình ăn sống hàng ngày cũng được rồi, dư chút đỉnh được rồi. Mình nên mình bán vậy là cũng như sống rồi. Như mà chị qua mà trời nắng á mình bán hết ben luôn á là khoảng bao nhiêu tờ? 200. Hết ben luôn 200 hả? Mà nó ngày cũng 200 đó, mà hết ben đó là cũng cỡ 2 giờ. Nếu mà 2 giờ cũng như là mình ví dụ mình muốn ấy thêm 50 tờ mình chạy thêm nó cũng hết nữa, cũng cỡ 3 giờ là được cho 50 vé. Nhưng mà mình chạy thì mình bán 200 được rồi. Bữa nào hăng hăng là chị qua chạy thêm ha. Còn bữa nào không hăng hăng thì là bán hết 200 vé thôi. Tại lúc trước á mình có nghĩ là mình sẽ có cái ngày đó không chị qua? Không, chứ không có. Từ nhà mà bay lên rồi ví dụ mà Mạnh Thường Quân đầu cũng ở đây cũng có phiền. Như ở bên Mỹ cũng phiên thì đó, nó cũng người ta bây giờ có giúp đỡ dùng số vốn đằng để làm ăn đó, rồi thôi kiếm việc gì bán đi. Nó giờ cũng có Mạnh Thường Quân cũng kêu mà mình bán cái này bán nào á. Rồi cái thứ hai nữa, người thì cũng kêu bán giấy số, thì mình ta nhìn bán giấy số nó dễ hơn bán cái hàng rong. Hàng rong người bữa bán được hết thì mình cũng mừng là được 70-80%. Còn bữa nào bán động lại hết đầu cái còn dư lại cái hết lời. Tại vì á, khi mà chị qua mà chọn cái bán giấy số như vậy á thì em nghĩ rất là đúng. Tại vì những cái nghề kia là cái nghề nó dễ mau hư nên bán vậy đó, nên là mình bán trong ngày không hết nè, không hết rồi chiều về cũng như mình cho sớm viện ăn mình đâu có bán đâu. Thì bởi vậy cái khi mà mình bán phải tranh cạnh với nhiều người nữa nên mình mới ra nghề nó sẽ không có đủ kinh nghiệm. Anh Vinh nghe nói lúc trước bây giờ anh đi quay bên An Giang quay là tên Suka là ở đâu anh Vinh? Trời ơi đâu bên An Giang, bên Đồng Tháp mình nè. Bên Đồng Tháp mình hả? Vậy mà tôi tưởng đâu bên An Giang, tôi thấy Suka đó rồi nhiều khi hát với anh gì anh Thanh gì đó quên rồi. Anh Lê Thanh đúng không? Lê Thanh rồi đó. Thấy tôi lướt lên tôi coi thấy Suka nó cũng dễ thương chứ bộ. Vậy là chị Hoa cũng biết bé Suka ha. Nó ngay không có biết mà tại vì lướt lên coi đó rồi thấy lên đó rồi coi Suka với ông Duy Thanh gì đó. Có coi mà hỏi không? Mà hỏi biết không? Nó không biết mà lại lướt coi. Nó ngầu ha, khúc này nó rối rối. Như không phải không biết là cũng như là nào giờ không có quen biết với Suka. Là cũng như mình lướt lên thì nghe kêu Suka nhìn thấy cũng dễ thương. Đẹp không? Thấy đẹp không? Đẹp cũng được. Đẹp chứ được gì, được chứ đẹp nó khác nhau đúng không? Đẹp một là good còn hai là no good. Đúng không? Rồi Suka cũng đẹp chứ bộ dễ thương. Chị bây giờ nè thấy bé Suka nó có như thế nào là chị có thể chia sẻ không? Thì chị cũng thấy Suka cũng dễ thương thì cũng chia sẻ cũng kệ cũng được. Với nói chuyện cũng có duyên. Thấy Suka hát hay không? Hát chị hay quá. Hát hay, cái tiếng cũng thánh thót lắm nha. Lên giọng cổ cũng hơi dài. Thấy coi thấy cũng lên ca cũng được. Trời ơi. Đâu chị qua làm câu hơi dài giống như Suka cả. Hơi dài không nổi rồi già. Lúc trước nổi giờ lên không nổi. Ủa chị qua hồi đó là mình sống nghề lô tô rồi hiện tại bây giờ những cái đoạn thơ người ta hát đó mình đăng kia mình hát không?
Nó ngày cũng có, nhưng mà đòn gần gần thì nhiều khi cũng có kêu, nhưng mà xuyên thì đi làm phụ kiếm tiêm. Còn cái nào không xuyên mệt mỏi với bán về thì về, ở nhà nghỉ ngơ. Cái đó là khi mình làm như là ăn đêm sao? Ăn đêm như bán, thí dụ mình đâu mình kêu mấy bò hay gì đó, mình lãnh sâu bò. Lãnh sâu bò xong mình ra mình bán, mình lấy vé. Rồi chị Lê Hoa, là cái dàn hơi của mình là không có lợi suka hả? Không, hồi xưa thì nó ngay thì cũng tương tự với nhau không. Còn bây giờ còn bây giờ cũng lớn tuổi rồi, không có bằng của suka. Nào nó ngay nha, không được, có bằng nữa. Được nữa không? Cũng hơn. Hơn nữa hả? Ờ vậy là ngon rồi. Giờ giọng cổ hơi dài rồi mình cũng làm được. Không, hơi dài phân nữa. Ừ, chắc hơi dài phần nữa mình phải ngắt khúc đó ra mới được. Hơi dài mà như suka thì chắc không được, mà khoảng phần nữa, hơn phần nữa của suka là ok đó. À, như suka này trang điểm lên mà cũng đẹp lắm chứ bộ. Đúng rồi. À, chị Hoa này cũng, cũng như hỏi suka nhà ở đâu ạ? À, dưới đó đó, nói chung là tiện không nói, nói chung là cũng gần ở đây thôi, cũng ở Đồng Tháp này ha. Gần ở chỗ chị nè, cũng như xuống. Chị hỏi thăm vậy, ví dụ có dịp nào gần ấy rồi xuống gặp suka, cũng như chị cũng kết phối ha, vũ suka hát chung với nhau bản. Cũng như là chị thấy là suka khi mà lên vậy mình cũng có một cái tình cảm này kia nhất định, đúng không? Thấy bé suka dễ thương này kia, cũng dễ mình thương cũng muốn, với cũng hợp ý rơ, chị hợp gơ đó. Anh ra cho nên hỏi đặng bữa nào xuống dưới đặng gặp Suka, đặng chị em với Suka đó, hai chị em đặng xong ca một bản. Xong ca hen. Rồi. Không, cái đó thì chị cứ xuống không có việc gì hết. Nó trời ơi, cái này hai người mà xong ca chắc hay dữ hen. Định làm bản gì nè, nói thử nghe coi. Thì bản chiến công thầm lặng cũng được, hay là gì không gì. Bản gì dầm sông quê em cũng được. Hôm nay chị coi Suka Trần cũng được. Hôm nay chị coi Suka nó ca mấy bản đó đó. Cái bản nào, bữa đó có nào? Coi bản Suka coi bản người tình trên chiến trận với anh ông Lê Thanh đó. Để nữa mình xuống dứt bản đó ha. Chứ hợp tác với tính cho hai chị em hợp tác nhau hát bản người tình trên chiến trận đó. Không, mấy bữa nào chị đã qua xuống mình tút cho Suka cái cây mình trang điểm với Suka được không? Được, cho bình thường có gì đâu. Trời ơi, này là... Nó có đi thì đem đồ trang điểm xuống trang điểm cho Suka. Rồi đợt này chứ Suka là chắc như hoa hậu luôn quá. Đẹp dữ nghe. Bữa đó định đi xuống dưới có dự tính là mình sẽ quất cái đầm màu gì không? Hả? Có quất cái đầm màu gì đi xuống không? Thì cũng có đầm thiệt, nhưng mà hợp với cái đầm... lại qua thích nhất là màu đỏ. Màu đỏ hả? Màu đỏ xuống dưới. Bữa đó Suka cũng có màu đỏ nữa đó nha. Đó. Thấy Suka bằng cái đầm đỏ cũng dễ thương quá đó. Rồi như Suka vậy đó. Đợt hả mà có anh Chạnh đi tới mà để hỏi cưới Suka đó, lên làm quen đó, chị thấy nhìn nhận sao chị Lê Hoa? Cũng được. Thế nó là trai không? Đẹp. Mà giờ ảnh không được với Suka rồi đó. Không được hả? Không hợp tình hợp ý với Suka hả? Rồi sao, có tính gì không? Thì cũng tính, giờ không có, thì bữa nào chị rảnh xuống dưới hai chị em phối hợp với nhau. Không có ý là cái anh Chạnh hồi bữa lại Suka kìa. Ảnh bây giờ là không có thành với Suka rồi. Không thành Suka, mấy dẫn lên chị đi. Chị thấy chị cũng kết rồi đó. Anh đó sao nè? Anh đó là với chị là thành đó, là cứng đó. Có gì gửi lại nè, sẵn clip này nè. Chị qua có gì là gì gửi đến anh Trường không? Anh bên Trường phải không? Đúng rồi. Lại qua cũng coi thấy là anh Trường cũng với Suka, mà lại qua cũng thấy là cũng anh Trường nó ngay cũng có cái duyên, cũng nói chuyện cũng có duyên, nhưng mà lại qua cũng hơi thích. Nhưng mà Lệ Hoa cũng thích anh Trường lắm. Nhưng mà bây giờ ý Lệ Hoa nó có cái dịp nào mà để gặp anh Trường quay chung với Lệ Hoa một clip. Thấy tự nhiên anh Trường với Suka vậy cái tự nhiên như mình có cơ hội á. Ước muốn có cái cơ hội là cho Lệ Hoa với anh Trường quay được clip. Sao chị Lệ Hoa không chịu anh Kiên vậy? Like...
Vậy là bữa nào chị đã qua quyết định bữa nào đi xuống? Thì không biết thì cũng thì bữa nào cũng được hết trơn á. Không, ý là như mà chị đã qua muốn xuống là tại vì chị đã qua đang bán số mà. Đang bán vé số mà. Mình ví dụ cũng muốn xuống ấy thì nghỉ một bữa cũng đâu có sao đâu. Dạ. Cũng như mình đi thỏa lòng ước mơ mình được song ca với su ca. Thì cái chuyện ra cho đi thỏa lòng thỏa mãn với mãn đi rồi ví dụ mình bán cũng được có gì đâu. Mình chủ yếu là vui vẻ trước đi. Coi trên mạng hoài nó không không ấy không, mình đến trực tiếp vậy đó mình coi nó hay không? Đó anh muốn đến trực tiếp đi. Mà như chị lại qua này nói chuyện với Suka này, e chị qua nó không lợi Suka. Thấy Suka nói nhiều không chịu qua? Nhiều, nói chuyện cũng nhiều. Không, nói nhưng mà nói chuyện không nói nhiều mà nói chuyện cũng có duyên chứ bộ. Rất là vui. Vui vẻ không Suka cũng vui vẻ thiệt. Nói ngay chị cũng thích Suka, nói chuyện cũng vui vẻ. Cũng... thôi thì có gì đâu, lỡ mình nói chuyện lại mình ngồi đó bập cũng được. Nói chuyện cũng lại bập. Không nghe anh Thảo đâu có vô thăm không chị ơi, chị qua. Không, mưa quá mưa không thấy qua. Mở vậy anh Thảo này kỳ quá. Tới giờ luôn không thấy tin tức kìa ông. Thảo này kỳ ghê. Anh Phong Gâu không thấy. Phong Gâu luôn cũng vậy. Sẵn lên clip này qua nói gì kìa hai ảnh đó thôi. Thì có gì đâu, thì nó ngay lại qua thì cũng không dài rồi, thì mưa gió rồi anh Thảo với Phong Dâu còn không thấy qua quay thì lại qua cảm thấy cũng hơi buồn. Nhưng mà gì mà ấy mưa quá mưa mà mấy anh không qua được. Đây nè, chị nói gì nè. Sao? Anh Thảo, anh Phong Dâu ơi, đi quay hoài mưa quá lên chỗ em trú mưa nè. Đặc biệt nhất là anh Dâu ha. Anh Dâu ha. Anh Dâu. Thì dạo này cái mưa quá mưa rồi, thì giờ dạo này thì anh Phong Dâu với anh Thảo giờ không biết ở đâu rồi, thì giờ mưa quá mưa thì trở về nhà Lữ Hoa đừng để trúng mưa. Cái này dữ kêu hồn quá vậy. Thôi nha, hôm nay là tâm sự của chị Lữ Hoa đó nghe anh Thảo với anh Phong ơi. Có nghe thì nghe không dài, không thấy anh Phong với anh Thảo, anh Phong với anh Thảo cũng Lữ Hoa cũng hơi buồn. Nhớ ha. Nhớ một chút vậy đó. Mà nhớ nhiều nhất là anh Dâu ha. Nhớ nhất là anh Dâu á. Ủa cái thằng con hổm đâu rồi chị Lê Hoa? Thằng con bển A Chải bắt chạy bển rồi. Vậy hả? Trời ơi, bởi vậy A Chải này kỳ quá à. Bắt chạy qua bắt qua bển bắt cũng đi cũng gần tháng mấy nào. Dẫn đi ha. Dẫn đi về bển đi ha. Đi qua bển ha, sống nước ngoài ha. Bây giờ chắc bự biết đi học hả? Chắc ông đưa đi học rồi. Bển học. Bữa nào điện A Chải kêu đem nhỏ về coi. Ồ nhỏ hổm dễ cưng thấy ghê luôn á. Thì cũng nhớ nhỏ lắm nè, mà giờ nó ở bển cậy đi cho A Chảy dẫn đưa đi học đi. Nè rồi sẵn clip này chị qua nó gửi lời đến anh A Chảy đi. Thì giờ cũng như đây cũng ổng dài A Chảy anh ông xã ổng cũng dẫn nhỏ về ngoại thì Lê Hoa cũng không được vui. Thì giờ sẵn đây thì Lê Hoa cũng nhớ anh A Chảy quá à. Thì Lê Hoa cũng đó lời là thăm hỏi thăm anh Chải dạo này sức khỏe ra sao, ổn định không đó, bằng ăn sao ấy bệnh không biết. Đem vài ký đem về coi đeo nữa coi em bắt tiêu của ta chứ chừng nào có mằng được dư giả thì đem qua cỡ 2 ký vàng nữa được rồi. Với đem nhỏ về nhớ nhỏ quá nhỏ chỉ cưng quá vậy. Trời luôn à, bữa mới nựng chút xíu rồi sắp đi rồi. Bán vậy. Thôi giờ clip này nó cũng hơi dài rồi. Thì giờ đoạn kết video đi. Thì đây là cái tấm lòng của mấy chị Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn á. Thì cũng có cho chị Lê Hoa nè. Đó là 10 ký gạo, thùng mì với trứng. Thì mình có những cái lời gì mình gửi đến mấy chị Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn. Thì Lê Hoa cũng xin cảm ơn với Mạnh Thường Quân ở thành phố Sài Gòn. Thì cho được 10 ký gạo, thùng mì với trứng gà. Nhưng mà Lê Hoa cũng rất là mừng vì Lê Hoa cũng có lời cảm ơn các Mạnh Thường Quân ở thành phố rất nhiều. Rồi một lần nữa Vinh với Kiên cũng xin cảm ơn đến mấy chị Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn như là đã thương chị Hoa, tiếp tục là gửi những cái phần quà này về để cho chị Hoa mà trong cái lúc mà mưa gió như thế này mưa nè. Gió buôn bán này kia nó cũng được, nhưng đây là phần quà nó đến gọi là đúng lúc, nó vô cùng ý nghĩa luôn. Chúc các chị thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và công việc luôn luôn là thuận lợi. Để tiếp tục
làm càng làm càng lời đó. Lời qua cũng xin chào cả nhà và chào các chị Mạnh Thường Quân thành phố rất nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều là rất chào nhiều. Chị Lê Hoa rồi chào tất cả quý cô chú anh chị đang xem video clip này. Hẹn tất cả mọi người ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.